Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế ngày 5 tháng 4 Hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật ngay sau đây Trên thế giới, nhiều chuyên gia vẫn bi quan về biến cảnh kinh tế Trung Quốc Philippines giảm dự báo tăng trưởng năm 2024 Tin trong nước, động đất ở Đài Loan, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước chỉ đạo khẩn Thi bằng lái xe có thể học lý thuyết trực tuyến từ ngày 1 tháng 6 Phóng sự kinh tế, Mỹ muốn tích hợp công nghiệp quốc phòng với Nhật Bản Mở đầu sẽ là những thông tin trên thế giới tôi có bị thời gian qua nhiều chỉ số cho thấy kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng tích cực Các nỗ lực của chính phủ có thể giúp cường quốc số 1 châu Á đặt mục tiêu 5% tuy nhiên nhiều chuyên gia vẫn chưa lạc quan về viễn cảnh này dự đoán con số sẽ không tới năm một cuộc khảo sát với 31 nhà kinh tế do Nikkei Asia thực hiện vào tháng 3 năm 2024 cho thấy, dự báo tăng trưởng trung bình của các chuyên gia là 4,7%. Con số này tăng nhẹ so với mức 4,6% họ dự báo trong cuộc khảo sát tháng 12 năm 2023, nhưng thấp hơn mục tiêu chính thức của Trung Quốc là 5% được công bố tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào đầu tháng 3 năm 2024. Theo khảo sát, 27 nhà kinh tế dự đoán mức tăng trưởng dưới 5%, chủ yếu do thị trường nhà ở trì trệ và thiếu chính sách đủ lớn để kích cầu. Các chuyên gia từ ngân hàng, doanh nghiệp và tổ chức tư vấn nhận thấy sự đi xuống ngày càng sâu sắc trong những năm tới, dự đoán kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khoảng 4,4% vào năm 2025 và 4,2% vào năm 2026. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài sản đang diễn ra, mức tiêu dùng thấp và thách thức do dân số già các nhà kinh tế cũng không tin vào nỗ lực của chính phủ nhằm vẽ lên những triển vọng tươi sáng tân hoa xã đưa tin trong cuộc họp hoạch định chính sách do chủ tịch tập cận bình chủ trì gần đây một lời kêu gọi đã được đưa ra nhằm tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn công chúng về những vấn đề kinh tế Ông tập nhắc lại quan điểm này khi gặp các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và học giả hàng đầu tại Bắc Kinh vào 27 tháng 3. Tân Hoa xã dẫn lời ông nói, triển vọng phát triển của Trung Quốc rất tươi sáng, chúng tôi có sức mạnh và sự tự tin. Các chuyên gia dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trong quý 1 năm 2024 là 4,5% sau khi sản xuất công nghiệp trong tháng 1 và 2 tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Bà Quay Zhao, nhà kinh tế trưởng về châu Á và Trung Quốc tại Sochi City General, đã nâng dự báo tăng GDP của Trung Quốc trong năm nay lên 4,7% từ mức 4,5%. Bà nói, sự phục hồi năm nay được hỗ trợ bởi xuất khẩu tốt hơn do khả năng xảy ra suy thoái kinh tế ở Mỹ thấp và vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tăng nhanh nhờ có nhiều hỗ trợ tài chính hơn. Nhưng ông Lin Song, nhà kinh tế trưởng của ING Economics khu vực Trung Quốc Đại lục nhấn mạnh, trong khi tiêu dùng đóng góp phần lớn vào tăng trưởng năm 2023, niềm tin của người dùng yếu và hiệu ứng tài sản tiêu cực có thể hạn chế mức tiêu dùng trong năm nay, cần có thêm chính sách hỗ trợ để đạt được mục tiêu tăng trưởng 5%. Hầu hết đồng ý rằng sự sụt giảm lĩnh vực bất động sản đặt ra thách thức lớn nhất trong năm nay do chiếm 50 đến 60% tài sản các hộ gia đình, điều kiện thị trường xấu đi tác động sâu sắc đến niềm tin của người tiêu dùng. Do đó, sự yếu kém kéo dài trong lĩnh vực bất động sản sẽ hạn chế tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm nay. Doanh số bán nhà dự báo tiếp tục giảm từ 5 đến 10% trong năm 2024. Ông Tetsuji Sano, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á của Sumitomo Mitsui DS Asset Management đã cảnh báo về một vòng giảm phát luẩn quẩn, trong đó áp lực giảm lương ngày càng tăng khi hiệu quả hoạt động của công ty xấu đi làm giảm sức mua. GDP danh nghĩa thấp hơn GDP thực tế vào năm 2023 cho thấy áp lực giảm phát đã đi lên. Ông nói thêm, Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu xu hướng này tiếp tục vào năm 2024. Nhiều người bày tỏ lo ngại về những hạn chế của các biện pháp chính sách tài khóa, trong khi chính phủ vào tháng 3 báo hiệu rằng họ sẵn sàng cho vay hỗ trợ, bao gồm chương trình trái phiếu đặc biệt trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 139,3 tỷ đô la Mỹ. Vào năm 2024, các nhà kinh tế cho biết cần nhiều hơn nữa để thúc đẩy niềm tin của người dùng. Ông Per Parker, nhà kinh tế trưởng tại Itradius, đề xuất tăng lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, để giảm nhu cầu tiết kiệm phòng ngừa và thúc đẩy nhu cầu trong nước. Ông nói, chính phủ Trung Quốc vẫn tập trung vào sản xuất thay vì tiêu thụ, họ phụ thuộc vào xuất khẩu sang các quốc gia mà không phải lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận sản phẩm từ Trung Quốc. Ông Lan Ri Hu, người đứng đầu bộ phận kinh tế Trung Quốc tại Macquarie, cũng đồng tin tới quan điểm trên, ông nhấn mạnh, tệ hơn nữa, chi tiêu cơ sở hạ tầng và sản xuất mạnh mẽ đã củng cố các chỉ số hoạt động, do đó giảm cảm giác cấp bách đối với việc kích thích nền kinh tế. Về chính sách tiền tệ, các nhà kinh tế kỳ vọng lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm, lãi suất chính sách trên thực tế sẽ giảm xuống 3,27% vào cuối năm 2024, từ 3,45% hiện tại. Nhà kinh tế Somia Ste của DBS cho biết, giảm chi phí vay dự kiến sẽ thúc đẩy tâm lý đầu tư trong thời gian tới. Tuy nhiên, cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể không vội giảm lãi suất, điều này ảnh hưởng đến tốc độ giảm lãi suất ở Trung Quốc. Chủ tịch Fed Jerome Powell mới đây nói Kinh tế Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc, thị trường lao động vẫn rất mạnh. Điều này giúp chúng ta tự tin hơn trước lạm phát trước khi thực hiện bước đi quan trọng như giảm lãi suất. Khi được hỏi về yếu tố rủi ro của kinh tế Trung Quốc trong năm 2024, các chuyên gia đã chọn khủng hoảng bất động sản và thiếu chính sách hỗ trợ đầy đủ. Ông Ken Chen, nhà phân tích kinh tế Trung Quốc tại KGI nói, bầu cử tổng thống Mỹ tác động trực tiếp đến chính sách thương mại và công nghệ, tác động ngắn hạn đến nhu cầu chung và dài hạn đến tiềm năng tăng trưởng kinh tế. Lĩnh vực tiền tệ có nhiều quan điểm khác nhau. Đồng nhân dân tệ dự kiến ở mức từ 6,9 đến 7,1 đổi 1 đô la vào cuối năm nay. Con số này yếu hơn một chút so với 7 đổi 1 đô la Mỹ trong cuộc khảo sát tháng 12 năm 2023, nhưng mạnh hơn so với tỷ giá 7,0957 đổi 1 đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm 2 tháng 4. Bà Katrina L, nhà kinh tế cấp cao tại Musti Analytics chia sẻ, đồng nhân dân tệ sẽ vẫn yếu khi quan điểm tiêu cực về kinh tế Trung Quốc đang gia tăng do vấn đề bất động sản. Nếu trên lệch lãi suất với các quốc gia nước ngoài như Hoa Kỳ được thu hẹp, áp lực giảm giá đồng nhân dân tệ sẽ nhẹ bớt. Dân số già hóa của Trung Quốc cũng đang cản trở tốc độ tăng trưởng. Chiến lược gia của Bloomberg Audio, ông Hommin Lee, dự đoán tỷ lệ sẽ giảm dần ở mức 3,9% vào năm 2026. Theo ông, mức tăng 5% là không đơn giản đối với một nền kinh tế bắt đầu trải qua quá trình già hóa dân số như Trung Quốc. Bộ trưởng kinh tế Philippines ngày 4 tháng 4 cho biết, họ đã hạ thấp mục tiêu tăng trưởng trong năm nay và cũng kém lạc quan hơn về triển vọng năm tới do lạm phát cao và dự đoán kinh tế toàn cầu chậm lại. Philippines đặt mục tiêu mới là kinh tế tăng trưởng từ 6 đến 7% năm 2024, từ mức 6,5 đến 7,5% đưa ra vào tháng 12 năm 2023. Bộ trưởng Kinh tế Arsenio Belisicin vừa chia sẻ như vậy trong cuộc họp báo với các phóng viên. Dự đoán tăng trưởng so với năm đến 8% cho giai đoạn 2026-2028 vẫn giữ nguyên. Chính phủ cũng nâng trần thâm hụt ngân sách từ 2024 đến 2028 để có sự linh hoạt cao hơn nhằm tài trợ cho chương trình phát triển cơ sở hạ tầng. Chính phủ dự đoán tỷ lệ trung bình của đồng Peso trong năm nay là từ 55 đến 57 đổi 1 đô la Mỹ, giai đoạn 2025-2028, tỷ lệ trung bình là từ 55 đến 58 Peso đổi 1 đô la Mỹ. Tập đoàn SK Hynix của Hàn Quốc sẽ chi 3,9 tỷ đô la Mỹ để xây dựng nhà máy đóng gói chip trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến ở bang Indiana của Mỹ, trong lúc chính quyền Tổng thống Biden đặt mục tiêu vượt dậy lĩnh vực bán dẫn trong nước. Theo Nikkei Asia, nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới đã công bố kế hoạch này tại buổi lễ về thỏa thuận đầu tư hôm 3 tháng 4 tại Đại học Purdue, bang Indiana. SK Hanis cho biết họ có kế hoạch sản xuất kiếp bộ nhớ băng thông cao hay HBM tại cơ sở sắp được xây dựng tại công viên nghiên cứu Blobdew ở Tây Lafayette. Việc sản xuất sẽ bắt đầu từ nửa cuối năm 2028. CEO Quark Norton phát biểu tại buổi lễ, Chúng tôi rất vui trở thành công ty đầu tiên trong ngành xây dựng cơ sở đóng gói tiên tiến cho các sản phẩm AI ở Hoa Kỳ, giúp tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và phát triển hệ sinh thái bán dẫn ở địa phương. Thời gian qua, các nhà sản xuất chip châu Á đang tăng cường đầu tư vào Mỹ khi chính quyền tổng thống Biden muốn củng cố sản xuất trong nước ở những lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế lẫn an ninh quốc gia, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị với Trung Quốc vẫn cao. Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc cũng đang xây dựng một nhà máy chế tạo chip ở bang Texas với khoảng đầu tư 17 tỷ đô la Mỹ, trong khi TSMC của Đài Loan đang rót 40 tỷ đô la Mỹ để thiết lập hai cơ sở sản xuất chip tại bang Arizona. SK Hanif nói họ chọn Indiana vì cơ sở hạ tầng kiên cố của bang, đội ngũ nhân tài tại Purdue và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ bang Indiana hứa hỗ trợ tài chính bao nhiêu. Hoa Kỳ đã thông báo đạo luật khoa học và chip năm 2022 phân bổ gần 53 tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại chuỗi cung ứng chip trong nước cũng như đầu tư vào nghiên cứu phát triển. Trong số này, 39 tỷ đô la Mỹ dành riêng cho lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn. Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố vào tháng trước rằng nhà sản xuất chip Intel sẽ nhận được tài trợ lên tới 8,5 tỷ đô la Mỹ, cùng khoản vay 11 tỷ đô la Mỹ từ chính phủ để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến trong đợt triển khai vốn lớn nhất theo đạo luật trên. Samsung và TSMC cũng dự kiến cũng nhận được tài trợ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Thoát Dân từ bang Indiana cho biết đạo luật Chips đã mở ra cánh cửa mà bang Indiana có thể hưởng lợi. Các công ty như SK Hynix đang giúp xây dựng tương lai công nghệ cao cho chúng tôi. Công ty sẽ nhận được tiền theo đạo luật Chips. Giá thị trường của SK Hynix đã tăng hơn 25% trong năm nay do hưởng lợi từ nhu cầu bùng nổ về chip trí tuệ nhân tạo. HBM của SK Hynix là thành phần quan trọng trong đơn vị xử lý đồ họa của NVIDIA nhằm đào tạo hệ thống AI tiếp tục với thông tin trong nước liên quan đến trận động đất xảy ra tại đảo đài loan vừa qua cục quản lý lao động ngoài nước thuộc bộ lao động thương binh và xã hội đã yêu cầu doanh nghiệp dịch vụ đảm bảo an toàn cho lao động việt nam tại đảo đài loan theo đó yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại đảo Đài Loan nghiêm túc phối hợp với đối tác và người sử dụng lao động ra soát, xác minh tình trạng an toàn của lao động do doanh nghiệp đưa đi, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình dư chấn trong những ngày tới để có phương án bảo đảm an toàn cho người lao động. Cơ quan này cũng yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo cục và ban quản lý lao động Việt Nam để được hướng dẫn hỗ trợ xử lý vụ việc kịp thời. Theo lãnh đạo cục quản lý lao động ngoài nước, tính đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận lao động người Việt Nam nào bị tử vong hay bị thương trong vụ động đất. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô các hạng được lựa chọn việc học lý thuyết theo hai hình thức: học trực tiếp hoặc học online. Đây là thông tư 12 năm 2017 vừa được Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi và bổ sung đại diện phòng quản lý phương tiện và người lái cục đường bộ việt nam cho biết quyết định này phù hợp quy định đào tạo nghề của bộ lao động thương binh và xã hội song song đó tạo điều kiện thuận lợi cho người học phù hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nhưng vẫn quản lý chặt chẽ quá trình học tập của học viên theo đó học viên phải đăng ký lựa chọn hình thức học với trung tâm nơi học viên đăng ký đào tạo sát hạch bằng lái Ngoài phần lý thuyết học viên được chọn học online, thông tư cũng quy định các môn bắt buộc phải học tập trung tại cơ sở đào tạo gồm cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kỹ thuật lái xe theo một trung tâm đào tạo lái xe, quy định trên rất phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội về việc học và sát hạch lấy giấy phép lái xe. Vì vậy, đơn vị này đang nghiên cứu triển khai phương án nào cho hợp lý để phục vụ nhu cầu của học viên. Hiện nay nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu đối với mỹ phẩm Hàn Quốc. Do nhu cầu cao trong quý 1 năm nay, Hàn Quốc vừa ghi nhận kỷ lục mới về xuất khẩu mỹ phẩm. Đặc biệt, Việt Nam còn nằm trong top các quốc gia nhập khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc nhiều nhất. Theo chính phủ Hàn Quốc cho biết, xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc trong quý 1 năm 2024 tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất mọi thời đại. Đồng thời, dữ liệu của Cục Hải quan Hàn Quốc cũng ghi nhận kỷ lục mới khi Hàn Quốc chính thức xuất khẩu các sản phẩm làm đẹp sang 175 quốc gia khác nhau trong 3 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Trung Quốc vẫn là khách hàng thân thiết nhất của mỹ phẩm Hàn Quốc với 610 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là Mỹ với 380 triệu đô la Mỹ, Nhật Bản 240 triệu đô la Mỹ và Việt Nam là 150 triệu đô la Mỹ. Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới, ngành đường sắt tổ chức chạy tăng cường các đoàn tàu du lịch trong dịp lễ này. Theo đó, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội vừa thông báo, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sẽ chạy thêm các đoàn tàu khách ngoài các đội tàu chạy thường xuyên như tuyến Hà Nội Đồng Hới, tuyến Hà Nội Vinh, tuyến Hà Nội Thanh Hóa. Cùng đó, đường sắt tổ chức chạy thêm đôi tàu thống nhất SE11, xe SE12 từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 14 tháng 5 tới. Ngoài ra, tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng lập thêm nhiều tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đến các thành phố du lịch Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại trong tháng tư này. Ngành đường sắt cũng đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thể khách hàng vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Chuyển sang chuyên mục phóng sự kinh tế, một nguồn tin chính phủ Mỹ vừa nói với Nikkei Asia rằng Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng của hai nước Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 10 tháng 4, sự hợp tác sẽ không chỉ giới hạn ở việc sửa chữa các tàu hải quân Hoa Kỳ tại xưởng đóng tàu của Nhật Bản mà còn sản xuất đạn dược, máy bay và tàu chiến. Các nhà lãnh đạo chuẩn bị thành lập một nhóm làm việc song phương để thảo luận về cách thực hiện tầm nhìn trên. Quan chức này cho biết Mỹ nhìn thấy tiềm năng to lớn trong việc tích hợp Nhật Bản vào ngành công nghiệp quốc phòng. Tại một cuộc hội thảo do Center for a New American Security tổ chức hôm 3 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell nói, một trong những điều các bạn sẽ thấy vào tuần tới là các bước cho phép Hoa Kỳ, Nhật Bản hợp tác nhiều hơn trong phát triển chung, có khả năng cùng sản xuất thiết bị quân sự và quốc phòng quan trọng. Theo ông Campbell, một trong những bài học rút ra từ đại dịch COVID-19 là không ít chuỗi cung ứng của quân đội dễ bị tắt nghẽn nên phải có nhiều năng lực hơn để hoạt động. Mặc dù sự hội nhập với Nhật sẽ mất thời gian, nhưng đó là quá trình mang tính quyết định. Đại sứ quán Nhật Bản tại Washington từ chối bình luận về phát biểu của ông Campbell. Động tái chưa từng có nhằm kết nối năng lực công nghiệp quốc phòng của hai đồng minh diễn ra khi Trung Quốc đang tăng cường sản xuất tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và máy bay, được hỗ trợ bởi một nền công nghiệp hùng mạnh. Trung Quốc hiện là nước đóng tàu nhiều nhất thế giới và ngân sách quốc phòng tăng 7,2% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5%. Ngược lại, cơ sở công nghiệp đóng tàu của Hoa Kỳ bị bỏ rơi khi chiến tranh lạnh kết thúc và thiếu lao động. Do suy giảm khả năng, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chỉ đặt mua một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia trong năm tài chính 2025. Như vậy, mục tiêu đóng hai chiếc mỗi năm cũng thất bại. Ý tưởng tích hợp là khai thác năng lực sản xuất của đồng minh bắt đầu từ Nhật Bản, nơi lực lượng Mỹ ở nước ngoài đông nhất. Một quan chức Mỹ nói, Nhật Bản có ngành công nghiệp quốc phòng hùng mạnh hàng đầu thế giới, lợi thế về công nghiệp cũng thuộc dạng số 1, hợp tác sẽ mang lại sức mạnh tổng hợp cho cả hai. Sử dụng căn cứ công nghiệp quốc phòng chung với Nhật Bản sẽ bắt đầu bằng sửa chữa tàu. Tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ văn bản hóa quy trình bảo trì, sửa chữa và đại tu tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ tại các xưởng đóng tàu ở Nhật Bản. Hải quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm sửa chữa tàu tại nhà máy của Mitsubishi Heavy Industries ở Yokohama. Mọi thứ đều đáp ứng yêu cầu. Giai đoạn tiếp theo, nhà máy đóng tàu khác của Nhật Bản như Mitsubishi Heavy Industries ở Nagasaki hay Japan Marine United ở Kuru có thể sẽ được chọn để Hoa Kỳ đưa tàu chiến tới tù bổ. Các nhà phân tích cho rằng, trong một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Mỹ và Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Điều quan trọng là hải quân Mỹ có thể sửa chữa nhanh chóng tàu chiến ở Nhật Bản để quay trở lại chiến đấu nhanh nhất thay vì mất hàng tuần trở về Mỹ. Trong khi đó, cùng sản xuất khí tài có thể sẽ bắt đầu với đạn dược. Mỹ đang thiếu đạn dược trầm trọng vì phải cung cấp cho cả Ukraine lẫn Israel. Hợp tác sản xuất đạn dược với ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản giúp bổ sung kho dự trữ cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nhà khoa học chính trị ở Glen ông Jess Frey cho biết, sản xuất đạn dược và lưu giữ chúng ở Nhật Bản là rất quan trọng. Nếu có kho dự trữ vật tư và linh kiện ở Nhật Bản, khi xung đột nổ ra, Hoa Kỳ dễ dàng lấy ra sử dụng, không phải mang từ lãnh thổ qua. Theo ông Honen, điều quan trọng là phải định hình sự hợp tác theo cách mà cả hai cùng có lợi. Đối với người dân Mỹ, cần giải thích rằng đây không phải là mất việc làm, nó có thể giúp giảm công tác hậu cần các đồng minh đang hỗ trợ vấn đề thiếu sót. Với Nhật Bản, điều này giúp tăng cường đầu tư và công nghiệp quốc phòng, phát triển công nghệ và đóng góp cho phát triển kinh tế. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế ngày 5 tháng 4 hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kinh tế lần sau.